Ngày 11 tháng 3, ông Bùi Quốc Đổng, hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Con Blom, tỉnh Con Tâm đã có báo cáo tiến độ xác minh vụ phá rừng quy mô lớn xảy ra tại tiểu khu 486, lâm phần do Ủy ban Nhân dân thị trấn Mang Đen, huyện Con Blom quản lý. Trước đó, kiểm tra tại khoảnh 2, tiểu khu 486, lực lượng liên ngành thị trấn Mang Đen phát hiện 22 cây rừng bị cưa hạ, đường kính mặt gốc từ 30 đến 80 cm, tại hiện trường một phần gỗ đã bị lấy đi phần còn lại đo đếm được 24 lóng với khối lượng hơn 17,8 mét khối khi hà kiểm lâm con lông phối hợp cùng cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện viện kiểm sát nhân dân huyện con lông cùng ủy ban nhân dân thị trấn mang đen tổ chức khám nghiệm hiện trường thì phát hiện 26 cây bị cưa hạ còn lại 33 lóng gỗ khối lượng trên 36,3 mét khối trong khi đó, có mặt tại tiểu khu 486, phóng viên ghi nhận Lâm Tặc đã ủi hẳn con đường đất để đưa máy móc phương tiện vào khai thác gỗ. Dọc tuyến đường này có hàng chục đường xương cá đâm sâu vào rừng. Đi vào các đường xương cá, vô số gốc cây lớn nhỏ đã bị thang phá, nằm lại hai bên đường. Tại hiện trường, rất nhiều cây có đường kính hơn 1 mét, phải 2 đến 3 người ôm mấy hết, chứ không phải là 30cm đến 80cm như trong báo cáo của lực lượng kiểm lâm. Bên cạnh đó, các gốc cây bị cư sát mặt đất để tiện bề che đậy sau khi lấy thân đi. Vụ việc đang được hạ kiểm lâm Com Lâm tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, truy tìm đối tượng vi phạm, đồng thời trưng cầu giám định khối lượng gỗ đã bị lấy đi khỏi hiện trường để có cơ sở khởi tố vụ án hình sự theo quy định.